Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Phòng chống tham nhũng của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau. Chính phủ xây dựng chiến lược phòng chống tham nhũng đến năm 2030. Huyện Vĩnh Lộc nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo. Sau đây là nội dung chi tiết. Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, trưởng Ban chỉ đạo xây dựng chiến lược quốc gia phòng chống tham nhũng đến năm 2030 vừa ký quyết định ban hành kế hoạch hoạt động của Ban chỉ đạo. Chiến lược này nhằm hoàn thiện thể chế, chính sách kinh tế xã hội và phòng chống tham nhũng, tuyên truyền phổ biến chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật về phòng chống tham nhũng, xây dựng văn hóa liêm chính, phòng ngừa tham nhũng trong khu vực nhà nước và khu vực ngoài nhà nước, đồng thời phát hiện, xử lý tham nhũng, thu hồi tài sản tham nhũng, phát huy vai trò trách nhiệm của xã hội trong phòng chống tham nhũng, hợp tác quốc tế, thực thi Công ước Liên Hợp Quốc về chống tham nhũng. Ban chỉ đạo sẽ họp thảo luận, thông qua dự thảo chiến lược quốc gia phòng chống tham nhũng đến năm 2030 và hồ sơ trình chính phủ dự kiến vào ngày 15 tháng 3 tới đây và hoàn thiện hồ sơ trình chính phủ trước ngày 31 tháng 3 năm 2023. Ban chấp hành Trung ương mới ban hành quy định 96 về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh chức vụ lãnh đạo quản lý trong hệ thống chính trị. Quy định nêu rõ các tiêu chí lấy phiếu tín nhiệm bao gồm: giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật, việc chấp hành các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, kết quả lãnh đạo chỉ đạo thực hiện chủ trương của Đảng về đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, kết quả lãnh đạo chỉ đạo thực hiện chủ trương của Đảng về đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương. Sự gương mẫu của bản thân và vợ chồng con trong việc chấp hành chính sách pháp luật của nhà nước, việc thường xuyên giữ mối liên hệ với cấp ủy nơi cư trú. Mới đây, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với ông Đỗ Hữu Ca, nguyên Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, quy định tại Điều 174 Bộ Luật Hình sự. Các quyết định, lệnh trên đã được Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Quảng Ninh phê chuẩn. Trong quá trình điều tra vụ án hình sự trốn thuế, mua bán trái phép hóa đơn chứng từ, thu nộp ngân sách nhà nước, Công an tỉnh Quảng Ninh phát hiện một nhóm đối tượng thành lập các công ty ma để mua bán trái phép hóa đơn và trốn thuế. Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã bắt giữ, khởi tố, tạm giam các bị can Trương Xuân Đức sinh năm 1971, Nguyễn Thị Ngọc Anh sinh năm 1979 là vợ Đức, Trương Văn Nam sinh năm 1990 đều trú tại thành phố Hải Phòng về tội mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ nộp ngân sách nhà nước, quy định tại Điều 203 Bộ Luật Hình sự. Ngoài ra còn có 3 đối tượng khác bị khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú về tội trốn thuế, quy định tại Điều 200 Bộ Luật Hình sự. Liên quan đến vụ án trên, cơ quan điều tra còn làm rõ hành vi nhận tiền chạy án cho một số đối tượng trong vụ án trốn thuế của Đỗ Hữu Ca. Thời gian qua, cùng với nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, các cơ quan đơn vị trên địa bàn huyện Vĩnh Lộc đặc biệt quan tâm đến công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo và tuyên truyền phổ biến pháp luật. Các cơ quan đơn vị đã nắm chắc tình hình, có kế hoạch tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo thuộc thẩm quyền ngay từ cơ sở. Nhờ đó, số vụ việc khiếu nại tố cáo liên tục giảm qua các năm. Quyền lợi ích chính đáng của người dân được giải quyết kịp thời. Năm 2021, ông Lê Xuân Thắng ở khu phố 2, thị trấn Vĩnh Lộc có đơn đề nghị xem xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với thửa đất mới được cấp sau khi thu hồi đất cũ của gia đình phục vụ công tác tu bổ tôn tạo di tích lịch sử tại địa phương. Nhận được đơn đề nghị của ông Thắng, Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Lộc đã chỉ đạo các ban ngành phối hợp với thị trấn Vĩnh Lộc xác minh nguồn gốc đất. Thấy yêu cầu của ông Thắng là hợp pháp, chính đáng, huyện đã thực hiện các thủ tục để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho gia đình ông theo quy định. Theo nguyện vọng của gia đình thì nhà nước đã đáp ứng được, là coi như là huyện đã đáp ứng được cái vấn đề đó. Liên huyện cái là huyện tạo điều kiện và giải quyết để là cho gia đình để có trình lục. Xác định nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo là nhiệm vụ chính trị quan trọng, song hành với nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, huyện Vĩnh Lộc đã yêu cầu các cơ quan đơn vị địa phương trên địa bàn thực hiện nghiêm quy định của luật khiếu nại tố cáo, phải xây dựng nội quy, quy chế tiếp công dân, mở sổ theo dõi, công khai lịch tiếp công dân của lãnh đạo đơn vị địa phương để nhân dân được biết, duy trì lịch tiếp công dân định kỳ và đột xuất theo quy định. Các địa phương đơn vị bố trí địa điểm tiếp công dân ở nơi trang trọng, thuận tiện để người dân đến làm việc giao dịch. Khi mà nhận được kiến nghị, đề xuất của công dân thì giải quyết kịp thời, đồng thời là chúng tôi phân loại đơn
đơn nào là thuộc trách nhiệm thẩm quyền của thị trấn thì chúng tôi sẽ chuyển đến các công chức chuyên môn để tham mưu, đồng thời là giải quyết triệt để và đảm bảo quyền lợi cho công dân trên địa bàn thị trấn. Còn những đơn thư nào mà liên quan đến thẩm quyền của cấp trên thì chúng tôi hướng dẫn và chuyển đơn đến các cơ quan chức năng. Yêu cầu đầu tiên quan trọng được huyện Vĩnh Lộc chú trọng thực hiện đó là ngoài việc thực hiện nghiêm lịch tiếp công dân của lãnh đạo thì cán bộ tiếp công dân hàng ngày phải có thái độ đúng mực, lịch sự khi làm việc với công dân. Những đề nghị băn khoăn của công dân phải được tiếp nhận, giải quyết kịp thời theo phương châm lấy người dân là đối tượng phục vụ. Tiếp công dân phải đồng thời tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật. Qua các cuộc tiếp xúc, người dân đã thẳng thắn nêu nhiều vấn đề bức xúc liên quan đến đời sống xã hội, lợi ích chính đáng của gia đình và cộng đồng như việc xây dựng, nâng cấp các công trình công cộng, công tác đảm bảo an ninh trật tự, các vấn đề liên quan đến chế độ chính sách. Thông qua tiếp xúc đối thoại, nhiều yêu cầu của công dân được giải quyết ngay từ cơ sở, qua đó củng cố lòng tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, điều hành của chính quyền. Chúng tôi xuống văn phòng thì được là cái bộ phận tiếp dân của Ủy ban Nhân dân là người ta tiếp đón rất là chu đáo. Thế chúng tôi cần những cái vấn đề gì thì là được cán bộ tư pháp, rồi cán bộ phụ trách về cái công tác tiếp dân là người ta đến, là người ta tiếp đón rất là chu đáo và kịp thời giải quyết những cái việc cho nhân dân chúng tôi. Hiệu quả của công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của huyện Vĩnh Lộc còn được thể hiện thông qua việc phát huy tối đa vai trò của người đứng đầu. Theo đó, người đứng đầu cấp ủy chính quyền từ cấp huyện đến cơ sở phải thực hiện nghiêm lịch tiếp công dân đã được xây dựng và niêm yết. Huyện Vĩnh Lộc đã thực hiện chế độ định kỳ họp giao ban để nghe người đứng đầu các cơ quan đơn vị báo cáo tình hình giải quyết đơn thư và chỉ đạo giải quyết những vụ việc khó khăn phức tạp, đồng thời phân công giải quyết đơn thư sau các ngày tiếp công dân định kỳ hàng tháng. Cùng với đó, thông qua hoạt động đối thoại với công dân, người đứng đầu cấp ủy cơ quan đơn vị đã nắm bắt tâm tư nguyện vọng khó khăn vướng mắc của nhân dân để kịp thời trao đổi, giải thích trực tiếp nhằm tạo ra sự thống nhất đồng thuận của các bên trong phương án giải quyết vụ việc trên cơ sở tôn trọng thực tế khách quan, đảm bảo đúng chính sách pháp luật, có tính khả thi và hướng đến kết thúc vụ việc, góp phần tích cực củng cố lòng tin của nhân dân đối với cấp ủy chính quyền. Với vai trò trách nhiệm của một đồng chí lãnh đạo ở xã trong cái công tác tiếp công dân là rất quan trọng. Khi mà nhân dân đến là mình phải thể hiện được cái thái độ nhiệt tình và thiện cảm, thiện chí, tiếp thu các ý kiến đề xuất của nhân dân và phân loại, xử lý kịp thời để cho nhân dân tạo được cái niềm tin. Khi mà nhân dân đã tạo được niềm tin rồi thì cái việc mà lan tỏa ra các cái đơn vị, các thôn khác. Thanh tra huyện đã tích cực chủ động tham mưu cho Ủy ban huyện thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo và triển khai các cái biện pháp nhằm nâng cao các cái công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo trên địa bàn. Chủ động rà soát các cái vụ việc khiếu kiện, khiếu nại phát sinh để giải quyết dứt điểm ngay từ đầu, làm tránh cái việc phát sinh các cái vụ việc phức tạp đông người. Trong năm 2022 và những tháng đầu năm 2023, lãnh đạo huyện Vĩnh Lộc đã tiếp công dân định kỳ và đột xuất hơn 60 lượt người, cấp xã đã tiếp hơn 300 lượt người. Các cấp trên địa bàn huyện đã tiếp nhận 114 đơn, trong đó có một đơn khiếu nại, 3 đơn tố cáo, còn lại là các đề nghị yêu cầu. Trong năm, các đơn khiếu nại tố cáo, các đề nghị yêu cầu của người dân đã được huyện Vĩnh Lộc chỉ đạo xử lý dứt điểm, không để tồn đọng. Sau đó, trên địa bàn huyện không có trường hợp khiếu nại tố cáo kéo dài vượt cấp. Việc thực hiện hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của huyện Vĩnh Lộc đã kịp thời tháo gỡ những vấn đề vướng mắc, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của người dân, đồng thời phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Qua đó tăng cường và củng cố niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của chính quyền các cấp, tạo đồng thuận từ cơ sở, làm tiền đề quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn huyện. Chuyên mục phòng chống tham nhũng hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.